khan hiếm xe tay ga, đại lý liên tục hét giá. Theo khảo sát tại một số đại lý Honda, các phiên bản xe Honda Vision khan hàng, chỉ còn mẫu trưng bày, nếu mua phải đặt cọc chờ vài tháng. Ngoài Honda Vision, các dòng xe tay ga khác của Honda như E-Blade, Leaf, SH1 cũng đang trong tình trạng thiếu hàng, giá tăng cao. Đáng chú ý, xe Honda Vision tiếp tục được đại lý hét giá 53 cho đến 55 triệu đồng trên một chiếc phiên bản cá tính so với giá đề xuất mà Honda đưa ra là 34,9 triệu đồng một chiếc. Như vậy, cộng cả chi phí lăn bánh, mẫu Vision bản cá tính đã chạm ngưỡng 58 cho đến 60 triệu đồng, cao gần gấp đôi so với giá đề xuất. Hãng Yamaha cũng đang rơi vào tình trạng thiếu hàng tăng giá. Mẫu Janus bản giới hạn hiện đang được một số đại lý giao bán với giá 37 triệu đồng một xe, cao hơn 5 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất của hãng. Đại diện Honda Việt Nam cho biết hãng đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nguồn cung đối với một số dòng xe tay ga sản xuất tại Việt Nam. Tình trạng thiếu hụt linh kiện phụ tùng đang diễn ra trầm trọng tại doanh nghiệp sản xuất xe máy ô tô tại Việt Nam. Theo các doanh nghiệp, ngành công nghiệp xe máy tại Việt Nam hiện có đến 80-90% doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Với thị phần lớn áp đảo nên một số doanh nghiệp sản xuất xe máy như Honda, Yamaha lắp ráp kéo theo các hệ thống cung ứng của họ từ nước ngoài sang Việt Nam. Dù các doanh nghiệp chuyển sang tìm kiếm các nhà cung cấp tại Việt Nam nhưng không khả thi.